Rồi, hello em, hôm nay mình làm bài này nha. Rồi, đầu tiên trước khi làm thì mình phải đọc đề trước nè. Nó cho gì? Cho hình vẽ bên dưới. Đó là gì? Một cái đường tròn tâm O. AC và BC là hai dây cung. Đúng không? AC và BC là hai dây cung, được chưa? Cái này là dây cung. Và gì? Và góc ACB bằng 70 độ. ACB đâu? ACB là góc này. Được chưa? Nếu mà nó cho OA bằng 9. Rồi mình nhìn OA. OA bằng 9, nhưng mà OA là gì luôn? Nó là bán kính. Được chưa? Vậy thì bán kính sẽ là 9. Nó hỏi mình gì? Tìm diện tích của phần tô đậm. Tìm diện tích của phần tô đậm AOB có nghĩa là sao? Tìm diện tích của cái mảng màu xám này. Chưa? Rồi, thì trước khi làm bài này á thì anh có hai hướng làm. Thứ nhất là mình thuộc công thức thì mình rất dễ mình suy ra được rằng là gì? Cái bán kính, cái miếng phần pizza bị mất này nó sẽ là x trên 360 nhân cho pi r bình phương. Với x là số đo của cung AB. Rồi, đầu tiên mình sẽ làm theo cách này trước nha. Cách 1 này, nhớ công thức. Thuộc công thức, thuộc bài á, như thuộc bài. Được chưa? Rồi, bây giờ mình phải nhớ là một cái nữa là gì? Góc nội tiếp, cái này là góc gì? Góc nội tiếp, còn cái góc bự chỗ này là góc gì nè? Central. Còn cái này là góc ở tâm. Thì mối quan hệ giữa thằng góc nội tiếp với góc ở tâm là gì? Đây thì mình sẽ có là gì? Nó sao? Góc nội tiếp chỉ bằng 1 phần 2 góc ở tâm thôi. Lưu ý. Giờ thì suy ra cái góc ở tâm là bao nhiêu? Góc ở tâm á, thì nó cũng đồng thời là số đo của cung AB luôn, được chưa? Thì suy ra M của góc AOB sẽ bằng gì? M của cung gì luôn? AB luôn. Bằng bao nhiêu? Bằng hai lần của thằng 70 là bao nhiêu? 140 độ. Thì cái việc còn lại của mình là gì? Lắp số vô thôi. Với bán kính là 9 nè, nó cho mình sẵn nè. Diện tích là gì? 140 chia cho 360 nhân cho pi nhân cho r 9 bình phương. Lưu ý là gì? Mình đừng có lấy cái thằng pi này mình tính chung vô, mình tách nó ra đi. 360 nhân cho 9 bình. Được chưa? Rồi thằng pi nằm ở đây. Nó sẽ bằng gì? Rồi mình có gì? 340, 140 trên cho 360 nhân cho pi nhân 9 bình. Đừng bỏ pi vô, được chưa? Nhân 9 bình. Bằng 63 phần 2 là 31 phần 5. Phần 2, pi nha. Bằng 31.5 pi. Được chưa? Rồi cách số 2 là gì? Là mình giữ vô tỷ lệ. Thì mình có là gì? 360 độ. Nó sẽ tương ứng với nguyên một cái đường tròn lớn luôn. Là gì? Là nguyên cái diện tích của đường tròn là pi nhân r bình. Đó. Hay r bình là 9 đúng không? Nó sẽ tương ứng với 81 pi. Chứ mà bây giờ mình chỉ có 140 độ thôi. Thì nó sẽ tương ứng với chấm hỏi. Được chưa? Mình đặt cái này là x. Đó. Thì mình suy ra có tỷ lệ thế nào? 360 độ chia 140 độ nó sẽ bằng với 81 pi chia cho x. Chứ nếu mà không có công thức thì mình phải khôn tí xíu mình dùng cách này mình làm. Thì mình nhân x lên thì suy ra x sẽ bằng 1 pi nhân cho 140 độ chia 360 độ, nó cũng bằng với 31.5 pi luôn. Thì nếu ai để ý rằng á, mình thấy cái này quen không? 81 pi nó chính là cái thằng này luôn nè. Nó chính là cái chỗ này luôn. Mình chưa, nó là một thằng thì công thức mình thuộc mình lắp đi cho nhanh, còn một thằng thì mình tự suy ra được luôn. Được chưa? Thì đáp án của câu này nó là 31.5 pi. Đó, đây là diện tích S của AOB. Được chưa? Thì qua bài này mình cần nhớ cái gì? Thứ nhất
Nếu mà thuộc được thì hay, tại vì diện tích của một cái miếng pizza ở trong nguyên một cái pizza lớn luôn. Được chưa? Cái thứ hai gì? Góc nội tiếp là gì? Góc ở tâm là gì? Góc ở tâm thì sẽ bằng hai lần góc nội tiếp. Đó. Và jaws là gì? Là dây cung. Đó chính là những cái kiến thức căn bản của bài này. Thì nếu mà mình chưa có nắm rõ được thì mình quay lại mình xem cái phần bài giảng về cái đường tròn và những cái lý thuyết căn bản về đường tròn mà anh đã đăng trên kênh YouTube. Rồi, xin chào.